chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong chương trình chia sẻ kỹ thuật nuôi dê phần tiếp theo. Ở phần này, trong video này, mình tiếp tục chia sẻ đến anh em một số bệnh thường gặp trên dê. Thì trước đây mình đã chia sẻ nhiều bệnh và cũng đã được anh em xem, thì cũng rất là mong muốn anh em xem video thì cố gắng xem hết video để biết được về nguyên nhân, cách phòng trị và thuốc đấy. Và đặc biệt là anh em cố gắng nghe mình nói, bởi vì là có những chỗ thì hiển thị trên màn hình nhưng có những chỗ sẽ không hiển thị trên màn hình và mình sẽ nói thêm. Vậy thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em về bệnh lepto. Đấy, bệnh lepto tức là bệnh xoắn khuẩn đấy. Thì bệnh này nó có thể xảy ra ở các loại gia súc. Đấy, nó do vi khuẩn Leptospira gây ra. Nó nhiễm bệnh ở nhiều loại gia súc và có cả người. Thông thường thì anh em cứ nghĩ đến Lepto là nghĩ ngay đến lợn, bởi vì ta thấy có nhiều đợt nó xảy ra dịch ở lợn. Đấy, tuy nhiên là ở trên con dê nó cũng xảy ra và nó rất là nguy hiểm. Bởi vì cái con vi khuẩn này nó có hình xoắn cho nên người ta gọi nó là xoắn khuẩn. Đấy, thế thì về cái sức chịu đựng của nó thì ở nhiệt độ cao nó sẽ chết. Ví dụ như ở nhiệt độ 50 độ C thì vi khuẩn nó chết trong 30 phút, còn ở 60 độ C thì nó sẽ chết ngay. Đấy, các anh em nhìn đây. Đấy, đây chính là con vi khuẩn Leptospira. Hình ảnh con vi khuẩn Leptospira. Đấy, nó có hình xoắn cho nên là người ta gọi nó là xoắn khuẩn. Vậy thì nó không chỉ chết ở nhiệt độ cao mà khi có ánh sáng rọi trực tiếp thì nó cũng sẽ chết trong 30 phút. Đấy, tuy nhiên con vi khuẩn này nó lại sống rất là tốt ở nhiệt độ thấp. Đấy, ví dụ như nhiệt độ 70 độ C thì nó có thể sống được vài năm. Âm 70 độ C nó sống được vài năm. Tức là rất là lạnh thì nó lại sống tốt. Ở cái nhiệt độ 20 độ C thì nó sống được ở khoảng 4 giờ. Đấy, còn ở trong nước mà có độ pH trên 7 thì cái vi khuẩn này nó sống được vài tuần. Tức là thời gian sống nó cũng khá dài. Nên đặc biệt anh em thả dê ở những nơi có ao tù, nước đọng, ruộng thì lưu ý. Còn đối với các du dịch mà sát khuẩn đấy, tiêu diệt vi khuẩn, virus ấy, thì du dịch sút, du dịch cồn, du dịch phenol, du dịch phóc môn thì nó sẽ diệt cái xoắn khuẩn này trong 5 phút. Vậy thì với cái vi khuẩn như vậy thì điều kiện lây lan của nó như thế nào? Thứ nhất là bệnh xoắn khuẩn này thì phát triển quanh năm, nhưng mà nó có thể xảy ra nhiều vào các tháng nóng ẩm và mưa nhiều, từ khoảng đầu mùa hè cho tới mùa thu, đặc biệt là trong mùa hè. Thì ta thấy hầu hết là nóng ẩm thì vi khuẩn nó sẽ phát triển nhiều. Động vật mang trùng thì nó sẽ lây truyền qua cái con gia súc mang bệnh, nhiễm bệnh. Đấy. Và đặc biệt là ở trong tự nhiên hoang dã thì có một cái loài vật lúc nào nó cũng mang bệnh, đấy là chuột. Và nó đào thải chất thải của nó ra thì có thể nhiễm vào nguồn nước dẫn đến dê của chúng ta bị lây. Và cái mầm bệnh này nó được thải qua cái nước tiểu, nó nhiễm xuống ao hồ. Đấy, và nó làm cho con vật nuôi của chúng ta ăn uống ở đấy thì sẽ bị nhiễm bệnh. Và nữa là gì? Nó có ở trong động vật mang trùng, tức có trong con chuột chẳng hạn đấy. Đúng nào? Và nó có thể lây hết tháng này qua ngày khác, cứ con chuột nó thải chất thải ra thì vẫn là có mầm bệnh để có thể lây sang con dê của chúng ta. Thế con đường lây truyền thì thế nào? Nó có thể truyền trực tiếp từ người mang bệnh hoặc từ động vật mang bệnh sang một động vật khỏe hoặc người khỏe. Đấy.
và có thể khi phối giống cũng dẫn đến lây bệnh. Ví dụ như một con dê mà bị bệnh rồi thì chúng ta cho phối giống với một con dê khác thì nó sẽ dẫn đến lây bệnh giữa những con dê này. Và lây truyền gián tiếp thì khi mà cái con người của chúng ta hoặc là động vật nó khỏe mà nó lại tiếp xúc với cái nguồn bệnh ngoài tự nhiên hoặc là ở chuồng trại, ví dụ như ăn uống này, rồi qua các cái tiếp xúc niêm mạc mắt, niêm mạc mũi, rồi vi khuẩn nó xâm nhập vào thì nó có thể gây ra bệnh. Còn khi mà nhiễm bệnh thì triệu chứng của nó như thế nào? Thứ nhất là về thời gian ủ bệnh của nó sẽ ủ bệnh từ 3 đến 6 ngày. Tức là con vật của chúng ta nó sẽ có vi khuẩn trong người rồi nhưng mà nó chưa biểu hiện thành bệnh, chưa phát bệnh, ủ bệnh. Đấy. Và khi nó phát bệnh thì nó xảy ra đột ngột. Dê sẽ sốt cao. Nó sốt từ 40,5 cho đến 41,5 độ và nó có dấu hiệu vàng da, thiếu máu, rồi nó sẽ chết trong vòng khoảng từ 1 cho đến 4 ngày từ khi phát bệnh. Trước hết ta sẽ thấy dấu hiệu rõ ràng nhất là dê ăn kém rồi dẫn đến bỏ ăn và chết. Và một biểu hiện nữa đấy là dê chửa sẽ có nguy cơ sảy thai. Đấy. Và nó thường sảy thai ở thời kỳ giai đoạn thứ ba của thai, tức là khi con dê con đã lớn và sắp đẻ. Đấy, nó sinh ra cái hiện tượng ta gọi là đẻ non. Vậy thì khi mà ta khám con dê, ta sẽ thấy bệnh tích của nó. Thứ nhất là nó có hiện tượng vàng da và niêm mạc, nhất là ở mắt. Ta vạch cái mắt của nó lên, ta sẽ thấy nó bị vàng. Đấy. Còn ở trên da và niêm mạc thì nó sẽ có những chỗ bị lở loét, bị hoại tử. Đấy. Và đặc biệt là các tổ chức ở dưới da, tức là bên trong da ạ, nó sẽ có keo nhầy và nó có chứa nước với dạng thủy thủng. Đấy. Còn một cái đi biểu hiện rõ ràng nhất nữa đấy là nó tích nước ở trong xoang, xoang ngực, xoang bụng. Khi ta mổ ra ta sẽ thấy có dịch ở trong bụng của con dê, trong ngực của con dê. Đấy. Và nó có thể xuất huyết ở dưới da. Đấy, xuất huyết ở trong ruột, xuất huyết ở trong phổi, trong tim, trong thận và trong lách. Và đặc biệt là khi ta cắt tiết con vật chết ta sẽ thấy nó loãng tiết. Đấy, em thấy nó loãng tiết. Còn thận của con dê mà bị nhiễm bệnh lepto nó sẽ có những cái điểm hoại tử màu vàng và màu xám xen kẽ. Và khi ta bổ đôi quả thận ra ta sẽ thấy là nó có màu nhạt, nó không còn phân biệt giữa vùng vỏ và cái vùng tủy của nó nữa. Thì đấy là con dê đã bị lepto. Đấy. Và cái bàng quang của nó thì nó sẽ chứa nước tiểu. Đấy, nước tiểu nó có màu đỏ, màu vàng. Tức là khi mà ta thấy con dê ốm mà lại đi tiểu ra màu vàng thì ta cũng có nên nghĩ đến bệnh lepto. Và bàng quang thì cũng có khi nó không có nước. Đấy. Gan ta mổ ra ta thấy sưng có màu vàng và nó có một số đám bị hoại tử hoặc nó nát gan. Đấy. Và túi mật thì phần lớn là bị teo, mật nó đặc quánh lại, tức là nó bị hết mật đấy. Hạch lâm ba ở trong ruột nó sưng, tức là ta mổ ra ta sẽ thấy trong ruột nó sẽ có một số cái hạch nó sưng lên. Ở phổi thì nó bị thủy thủng, tức là nó có dạng chứa nước trong phổi. Và phế quản cũng thế, phế nang cũng thế, nó có nhiều nước. Vậy thì ta sẽ chuẩn đoán bệnh này như thế nào? Thứ nhất là dê mắc bệnh nó sẽ có biểu hiện vàng niêm mạc, đặc biệt là mắt và da. Và nó có mùi hôi, mùi khét đặc trưng. Nếu ở gia súc mang thai thì nó có thể dẫn đến hiện tượng sảy thai. Còn về khoa học thì người ta có thể chuẩn đoán bằng xét nghiệm dịch tễ, tức người ta lấy mẫu người ta đi xét nghiệm. Còn như mình anh em chăn nuôi thì chủ yếu là đoán bằng triệu chứng thôi. Thế thì để chuẩn đoán bệnh, ta cần để ý dê và phát hiện kịp thời và cách ly ngay lập tức đối với những con dê khác và đối với những con vật nuôi khác, ví dụ như lợn chẳng hạn, và kể cả với người ta có tiếp xúc với dê ta phải có bảo hộ.
ta có thể dùng cái huyết thanh kháng lepto để ta điều trị đấy. Nhưng mà cái huyết thanh này thì nó tùy từng típ thì điều trị nó mới có hiệu quả, cho nên có những lúc sử dụng huyết thanh vẫn không hiệu quả đấy. Thế thì ta điều trị như thế nào? Phác đồ thứ nhất, ta dùng loại thuốc đặc trị leptosin, ta tiêm ngày đầu 2 mũi, tiêm liều tấn công, tiêm 2 mũi vào ngày đầu, từ ngày thứ hai mỗi ngày ta tiêm 1 mũi, còn loại này ta tiêm trong 7 ngày. Thuốc mình sẽ giới thiệu với các em hình, anh em hình ảnh ở phía sau. Hoặc ta có thể dùng các loại kháng sinh như là oxytetracycline, amoxicillin, doxycycline, penicillin, chytreptomycin và tetracycline. Đấy, thế thì có 2 cái loại kháng sinh đã cũ rồi, tức là nó đã ra đời lâu rồi nhưng mà sử dụng rất hiệu quả, đấy là chytreptomycin và penicillin. Ta phối hợp 2 loại thuốc này, ta tiêm buổi sáng 1 mũi, buổi chiều 1 mũi, ta tiêm như thế trong suốt liệu trình thì cũng rất hiệu quả. Đấy, và chúng ta cũng có thể dùng kháng sinh mới như cefotaxim hoặc cefariaxone. Đấy, loại này điều trị cũng hiệu quả. Đấy là về các loại kháng sinh. Đấy. Ngoài ra ta phải phối hợp thêm các vitamin và thuốc hỗ trợ. Ví dụ như các vitamin C, vitamin A, D, E vân vân. Rồi có thể sử dụng utropin và caffeine để bổ gan thận giải độc, utropin nó có tác dụng giải độc. Và chúng ta sử dụng các thuốc này thì theo liều lượng của nhà sản xuất. Đấy, còn để trợ sức và hạ sốt cho nó, ta dùng glucocase. Bồi bổ thì ta dùng catosan. Catosan thì dùng rất là tốt trong việc bồi bổ cho con dê và con vật khác. Và trong quá trình điều trị, ta lưu ý tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng để bổ sung sức khỏe cho nó nhanh khỏi, và ta cải thiện môi trường bằng cách tiêu độc khử trùng. Ta tiêu độc khoảng 1 ngày 1 lần thì nó mới có hiệu quả. Đấy. Và ra sức mắc bệnh thì chúng ta phải cách ly tuyệt đối, bởi vì nó luôn luôn thải ra mầm bệnh. Đấy. Và ta điều trị sau khi khỏi thì ta phải cách ly nó thêm khoảng 3 tuần nữa. Vậy ta có thể sử dụng một số loại thuốc như sau. Thứ nhất là leptosin, đây là thuốc đặc trị. Đấy, thành phần của thuốc này gồm tylosin và oxytetracycline. Đấy, điều trị rất tốt bệnh xoắn quẩn hay còn gọi là bệnh lepto. Hoặc ta có thể dùng penicillin và streptomycin, ta tiêm phối hợp 2 loại thuốc này cũng rất hiệu quả. Thuốc này thì rất dễ mua, anh em ra các hiệu thuốc thú y thì hầu như là có. Hoặc ta dùng oxytetracycline để ta tiêm. Hoặc là ta sử dụng cefalexin bio, bio cefalexin ta tiêm cũng rất hiệu quả. Và tiếp nữa anh em có thể sử dụng amoxicillin LA của bio. Đấy, loại thuốc này. Và amoxicillin LA cũng là nguồn gốc chung của nó, hoạt chất chung của nó đều là amoxicillin. Và anh em lưu ý là gì? Này là LA thì chúng ta sẽ tiêm 48 giờ một lần. Tuy nhiên, ở cái 2 ngày đầu ta sẽ tiêm trong 24 giờ, tức là ngày thứ nhất ta tiêm 1 mũi, ngày thứ hai tiêm tiếp 1 mũi. Sau đó cách 2 ngày sau ta mới tiêm tiếp, và cứ cách 2 ngày như thế tiêm cho hết liệu trình. Đây là utropin thì anh em sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tiếp theo để hồi sức cho dê và hạ sốt thì ta có dụng glucocase. Đấy, có nhiều hãng khác nhau, có thể người ta biết là glucobamin cũng là thuốc hồi sức hạ sốt. Và bồi bổ cho dê thì ta dùng catosan. Catosan là một loại thuốc bổ rất là tốt, anh em nên sử dụng. Hoặc là ta có thể dùng các loại thuốc khác cùng hoạt chất, ví dụ như Catovet. Catovet thì nó chỉ có 25.000 một lọ 20C, tiêm cũng khá hiệu quả bởi vì hoạt chất nó cũng tương đương với catosan. Tất nhiên là nó không thể tốt bằng catosan được.
Vậy thì chữa bệnh như vậy, khâu phòng bệnh cũng rất quan trọng. Anh em lưu ý, ta phải vệ sinh sạch sẽ. Đấy. Ta hạn chế cho gia súc tiếp xúc với những môi trường có nhiều chuột, nên ta phải diệt chuột. Đấy. Vệ sinh tiêu độc khử trùng dụng cụ chăn nuôi và chuồng trại liên tục. Đấy. Ta không để cho nước đọng ở trong gần chuồng trại. Đảm bảo chuồng trại khô ráo. Và nữa là ta phải kiểm tra sức khỏe của gia súc, cụ thể là của dê. Đấy. Và để ta phát hiện kịp thời và cách ly để điều trị. Tiếp nữa là gì? Ta tiêm vaccine. Hiện nay chúng ta đã có vaccine Lepto. Và ta sẽ tiêm cho dê ở các cái thời điểm phù hợp. Đấy. Tùy từng nơi của địa phương đã có dịch hay chưa mà ta sẽ tiêm theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đấy, còn với gia súc mà nuôi con hay là với dê sinh sản thì nái đấy, hoặc là dê được giống thì ta phải tiêm 2 lần một năm. Thường dê cái ta sẽ tiêm vào những lúc mà nó sinh sản xong, nó đẻ con xong khoảng độ tháng gì đấy thì ta sẽ tiêm vaccine. Thì hôm sau mình sẽ làm một cái video về quy trình tiêm, quy trình sử dụng vaccine. Thì mình sẽ chia sẻ với anh em là tiêm lúc nào và liều lượng như thế nào. Thì chúng ta sẽ để ý anh em đăng ký kênh để theo dõi. Như vậy thì qua cái nội dung vừa rồi, mình vừa giới thiệu đến anh em toàn bộ cái triệu chứng, nguyên nhân và quy trình cũng như thuốc để chữa bệnh lepto hay còn gọi bệnh xoắn khuẩn trên con dê. Đấy. Như vậy nếu anh em thấy cái dê có các biểu hiện như trong video mình đã nói thì anh em nên nghĩ đến xoắn khuẩn và điều trị cho hiệu quả. Đấy. Thì cũng rất mong anh em bình luận để lại ý kiến để chúng ta cùng chia sẻ, cùng xây dựng để hỗ trợ kỹ thuật cho những anh em, đặc biệt là anh em mới nuôi dê, để nuôi dê hiệu quả. Chúc anh em nuôi dê hiệu quả. Tạm biệt anh em, hẹn gặp lại.